Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Dược phẩm Học viện Quân y, Dược phẩm Học viện Quân y 103.com. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ review một sản phẩm trong dóc xa hiệu quả từ bên trong cho chị em phụ nữ. Đó là sản phẩm viên uống sáng da sương mai Học viện Quân y. Đây các bạn quan sát, đây chính là sản phẩm viên uống sáng da sương mai của Học viện Quân y. Viên uống sáng da sương mai được các giáo sư, dược sĩ hàng đầu của Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất. Sản phẩm là một bước đột phá mới trong nghiên cứu và ứng dụng, là giải pháp tuyệt vời giúp mang lại cho bạn một làn da trắng hồng, rạng ngời, tự tin, tỏa sáng. Sản phẩm viên uống sáng da sương mai là sự kết hợp giữa các loại thảo dược quý với các vitamin có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ huyết, dưỡng da, chống oxy hóa, giúp da mịn màng và làm đẹp da. Có thể kể đến một số ưu điểm vượt trội của viên uống sáng da sương mai Học viện Quân y. Ưu điểm thứ nhất, sản phẩm là bài thuốc y học cổ truyền độc đáo từ các thảo dược quý của Việt Nam, giúp chăm sóc, nuôi dưỡng da hiệu quả từ bên trong. Ưu điểm vượt trội thứ hai của sản phẩm viên uống sáng da sương mai được bào chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên nên rất an toàn, không tác dụng phụ và dùng được cho mọi đối tượng. Ưu điểm vượt trội thứ ba của sản phẩm đó là sau gần 10 năm đưa ra thị trường, sản phẩm đã được hàng triệu phụ nữ Việt Nam tin tưởng và sử dụng. Ưu điểm vượt trội tiếp theo của sản phẩm đó là sản phẩm viên uống sáng da sương mai là thành quả của công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu của các giáo sư đầu ngành của Học viện Quân y, trung tâm y học hàng đầu của cả nước. Ưu điểm tiếp theo của sản phẩm đó là sản phẩm được các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam đánh giá cao hiệu quả và khuyên dùng. Ưu điểm vượt trội tiếp theo của sản phẩm đó là sản phẩm đã được chứng nhận của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn. Trên tay mình đây là hộp viên uống sáng da sương mai của Học viện Quân y. Đây các bạn có thể thấy, hộp được thiết kế rất chắc chắn, đẹp với 3 tông màu chủ đạo đó là màu tím, màu xanh lá cây và màu trắng. Từ trên nhìn xuống, các bạn quan sát trên cùng đó là logo và tên Học viện Quân y. Chính giữa của sản phẩm đó là tên sản phẩm viên nang sáng da sương mai rất nổi bật. Và cuối cùng đó là quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi hộp viên uống sáng da sương mai như mình đang cầm đây để đóng gói 60 viên nang cứng. Chính giữa cạnh phía trên của sản phẩm có một tem 7 màu của Học viện Quân y. Phía dưới đáy của sản phẩm cũng có một tem nữa. Chúng ta lưu ý là khi mua sản phẩm thì các bạn phải kiểm tra kỹ, sản phẩm phải còn 2 tem phía trên và phía dưới và chưa bị bóc ra thì đó mới là sản phẩm chính hãng. Cạnh phía trên của sản phẩm thì cũng có một số thông tin tương tự như là ở mặt trước của sản phẩm. Cạnh bên trái của sản phẩm có một số thông tin về thành phần, công dụng và thông tin về đơn vị phân phối. Về thành phần thì cao khô dược liệu 200mg tương đương với đương quy là 400mg, hoàng kỳ 200mg, huyền sâm 200mg, thạch vĩ 200mg, sáu hổ tía 200mg, vương bất lưu hành 150mg, can khương 100mg, cam thảo 100mg, collagen tip 1 100mg, nano curcumin 100mg, vitamin C 800mg, vitamin E 100EU và các phụ liệu vừa đủ một viên. Về công dụng của viên uống sáng da sương mai thì viên uống sáng da sương mai giúp bổ sung collagen, vitamin E và các chất chống oxy hóa, giúp hạn chế lão hóa da, hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da, giúp làm đẹp da. Về thương nhân phân phối, công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Nam Việt. Về cạnh còn lại của sản phẩm có một số thông tin về đối tượng sử dụng, về cách dùng, bảo quản, số đăng ký công bố, khối lượng viên và thông tin về đơn vị sản xuất. Về đối tượng sử dụng thì sản phẩm viên uống sáng da sương mai thích hợp sử dụng cho người bị lão hóa da, nám da, da nhăn, khô sạm, người hay tiếp xúc với các yếu tố oxy hóa, UV, hóa chất gây hại cho làn da, phụ nữ cần chăm sóc và làm đẹp da. Cách dùng hiệu quả của sản phẩm đó là chúng ta uống 2 viên trên lần, 2 lần trên ngày và uống sau bữa ăn. Và khuyến cáo đó là không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Bảo quản thì sản phẩm thích hợp được bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng và để xa tầm tay trẻ em. Số đăng ký sự công bố của sản phẩm, khối lượng viên, sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng Học viện Quân y, địa chỉ thôn 6 xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tiếp theo đó là tem chống hàng giả của Bộ Công an, mã vạch
để chúng ta có thể check sản phẩm chính hãng bằng phần mềm iCheck, lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng của sản phẩm. Các bạn lưu ý khi mua sản phẩm thì chúng ta phải kiểm tra, ngoài kiểm tra tem, chúng ta còn phải để ý về hạn sử dụng của sản phẩm để đảm bảo chúng ta mua sản phẩm còn hạn sử dụng còn dài. Như vậy, mình vừa review với các bạn bên ngoài của sản phẩm viên uống sáng da sương mai Học viện Quân Y. Sau đây, mình sẽ bóc sản phẩm để review chi tiết bên trong cho các bạn xem nhé. Như vậy là mình đã vừa bóc hộp viên uống sáng da sương mai Học viện Quân Y. Thì bên trong mỗi hộp viên uống sáng da sương mai Học viện Quân Y thì có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, một lọ thủy tinh đựng 60 viên năng cứng. Đối với tờ giấy hướng dẫn sử dụng có một số thông tin tương tự như là thông tin trên vỏ hộp. Đó là các thông tin về tên sản phẩm, về thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng, bảo quản, tiêu chuẩn, số xác nhận công bố và thông tin về đơn vị sản xuất. Các bạn lưu ý là chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Còn đối với lọ đựng viên sáng da sương mai, các bạn có thể thấy lọ được làm bằng thủy tinh, được thiết kế rất đẹp. Các thông tin trên lọ tương tự như các thông tin trên vỏ hộp. Ngoài ra thì giữa nắp lọ và lọ thì còn có một tem đảm bảo chất lượng của Học viện Quân Y. Các bạn lưu ý khi chúng ta mua sản phẩm thì ngoài hai tem bên ngoài của vỏ hộp thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là tem đảm bảo chất lượng thì phải còn nguyên vẹn, không bị bóc, rách. Sau đây mình sẽ mở lọ để review chi tiết bên trong cho các bạn xem nhé. Như vậy là mình vừa mới bóc lọ viên sáng da sương mai. Thì bên trong mỗi lọ viên sáng da sương mai đựng 60 viên năng cứng. Đây các bạn quan sát, viên năng cứng sáng da sương mai thì thường được đóng trong vỏ nang màu tím. Về cách sử dụng viên uống sáng da sương mai thì như mình đã review ở trên, chúng ta uống 2 viên trên lần, 2 lần trên ngày. Như vậy mình vừa review tới các bạn sản phẩm viên uống sáng da sương mai của Học viện Quân Y Việt Nam. Các bạn có nhu cầu mua sản phẩm chính hãng, vui lòng liên hệ hotline 0988 648 750 hoặc để lại số điện thoại ở bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, bấm nút đăng ký và nút chuông ở góc phải màn hình để theo dõi các video tiếp theo của Dược phẩm Học viện Quân Y. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.